Alo cô ơi. Chào các bạn, cô đang xem trên LMS. Sao? Cô vừa mới chia sẻ cái slide đó. Cô sẽ bắt đầu với phần slide trước. Khi bắt đầu thì cô có nói qua là bữa trước cô có nói mà chắc các bạn nghe không rõ ha. Thì chúng ta không có thực hành online, vì online làm thực hành cái gì? Đó, cho nên là chỉ có cái phần là hướng dẫn để các bạn tự làm. Đó, video hướng dẫn thì ở đây để cô share lại phía bên LMS nhé, các bạn thấy không? Phần nộp bài thực hành á, thì cái deadline cho những bài thực hành ở đây á, thì các bạn thấy hiện tại trên hệ thống đưa lên 4 cái bài thực hành, sẽ có thêm bài thực hành về internet nữa ha. Thì những bài thực hành này đều sẽ có video hướng dẫn nhé, và cái phần mục để các bạn nộp, và cái hạn nộp thì nó sẽ là mở rộng cho các bạn có thể là đến 2 tuần ha, được không? Alo, các bạn còn Dạ nghe được cô. được ha. Rồi Rồi thì rồi. bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Nãy giờ cô đang mở, cô xem cái phần này, như có bạn nào thì gọi cô đúng không? Rồi, và để từ từ cô lên phía trên này. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học nội dung của chương 2. Thì nội dung chương 2 á, thì sẽ là liên quan tới các hệ số đếm. Thì cô có đưa một số video ở lên này, như 5 video ở trong buổi 2 này ha. Và buổi vừa rồi tuần trước á, thì cái phần recording á, video buổi học á, đó, thì các bạn thấy cô cũng đã đưa lên trên này cho các bạn nhé. Bạn nào cần xem lại ha, thì có Cô ơi. thể là mở ra ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt Cô đầu nội dung buổi học ngày hôm nay. Ngày hôm nay sẽ học nói chung là tính toán một chút ha, chứ không đơn thuần về lý thuyết, nhưng cũng sẽ không có gì phức tạp lắm đâu. Chương số 2 chúng ta sẽ nói về biểu diễn cái dữ liệu. Các bạn nhớ chúng ta đã nói về biểu diễn, không phải biểu diễn mà chúng ta nói về dữ liệu thông tin. Ôi trời, Huy nó bỏ cái gì vậy? Mưa, mưa chuối hả? cô ơi, Sao em? cho em mở cái này luôn ạ. Quên gì? Dạ, đó là em với mấy bạn dùng hệ điều hành OS đó. Cái đó là thực hành Win thì em có cần phải làm không? Hệ điều hành khác thì cũng có cái tool bài thực hành đúng không? Dạ, có Cũng mấy có cái cái bộ bộ kiểu... tool liên quan tới Office mà. Dạ không, ý là có Những mấy cái cái tương đương. Explorer. Có những cái Mà có gì? mấy cái Explorer là em không có. Đúng rồi, có một số cái không có dùng, có nghĩa không có cái từ khóa giống như vậy đúng không? Nhưng mà về chức năng thì nó sẽ có cái tương tự em. Rồi để em xem. Em hiểu hiểu ý cô nói không? Thì Dạ. quản lý một hệ điều hành thì nó một hệ điều hành luôn luôn có một môi trường để em làm những cái tool tương tự như vậy. Giống như hệ điều hành Win á, thì các bạn biết á, là nó sao nó tích hợp trong hệ điều hành. Khi chúng ta cài Win thì nó đi kèm luôn, nó nằm trong cái những cái administrative tool á, hiểu không? Những cái tool dùng để quản trị nó có sẵn hả. Còn đối với các bạn dùng những hệ điều hành khác thì có thể nó đính kèm, hoặc là có thể là các bạn phải tải thêm được không, để thực hiện những cái đó. Nhưng mà trong khuôn khổ ở cái phần thực hành á, thì người ta lại thiết kế đang là cứng nhắc trên hệ điều hành Windows, Windows hả, thì không có cách nào các bạn có thể cài giả lập được không. Để thực hành trên đó, vì chương trình đào tạo của chúng ta lại, đối với cô thì không có sao hết, nhưng mà sợ vài bữa là để cô hỏi xem cái thi thực hành vài bữa là sẽ thi tập trung hay là thi cô xin lỗi, thi đề chung hay đề riêng hả. Nếu thi đề riêng của cô thì không có sao đâu vấn đề ha, các bạn hiểu không? Bạn bạn vừa hỏi đâu rồi? Alo. Để em đi con. Em hiểu ý cô không? Để hiểu con. Hiểu ha. Rồi để cô hỏi lại thì cái điểm giữa kỳ thì thi thi phần thực hành á, thi của phần thực hành á, nộp bài thi của phần thực hành á, thì tổng kết của phần thực hành á, thì mỗi giáo viên tự xử cho mỗi lớp hay là phải thi đề chung hay không, như cuối kỳ hay không?
Cuối kỳ thì chắc chắn để chung rồi các bạn nhé. Và cuối kỳ sẽ thi những cái bài tập và những câu hỏi phần lý thuyết, phần lý thuyết, còn phần thực hành thì sẽ có phần thi riêng. Thì bây giờ cô sẽ hỏi. Còn bản thân cô thì nó sẽ rất là linh động thoải mái, em đang xài hệ điều hành nào thì nó sẽ cũng có những cái tool tương tương ứng như vậy để thực hiện những cái chức năng quản trị của là hệ điều hành của em hiểu không? Thì em có thể hoàn toàn thể hiện trên cái hệ điều hành đó chứ không bắt buộc phải là Windows em nhé. Trong bài thực hành của cô thì thoải mái ha, cô sẽ hỏi thêm vấn đề thi giữa kỳ thôi ha. Ok rồi. Rồi. À, vậy hả? Rồi ok hôm sau Quang là vì Quang hả? Hôm sau em. Rồi thì lúc nào thuận tiện rồi em đi đi việc của em thì em cứ đi ha. Cô xác nhận ở trên danh sách rồi đó. Ừ. Coi Ờ sao? bài tập cái bài tập hành là mình cắt lại màn hình, là chụp lại màn hình hay là mình ghi cách làm đó cô? Rồi vậy em chưa xem cái đoạn video cô hướng Dạ em xem rồi, ý dẫn là rồi. mấy Rồi cái á. mấy câu sau á cô. À, mấy mấy câu sau á là cái phần mà em thể hiện thì thể hiện mình làm được thì mình chụp màn hình đó em. Dạ À, em trong cái cảm mô ơn. típ cái suy nghĩ giới thiệu ban đầu đầu video á. Ừ rồi vậy ha. Ừ. Đúng rồi thì cô nói nó có thể dùng máy ảo được đó, nếu mà phức tạp cài đặt cô nghĩ nó cũng đơn giản, bữa nay có tool hết rồi hả, cái gì cũng có công cụ hết rồi. Tạm ổn chưa, chúng ta bắt đầu lý thuyết tiếp nhé, chương 2 được chưa, có ai hỏi gì nữa không? Được không các bạn? Sao mai trả lời gì hết hả? Dạ được rồi cô. Được Được ha. rồi, Ừ, được để con rồi. biết rồi. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ đi chuyên sâu về hiểu, tìm hiểu cái cách mà các máy móc nó biểu diễn, nó hiển thị thông tin tương quan với cách biểu thị ở bên ngoài của con người ha. Của con người thì con người sẽ dùng hệ, các bạn biết chúng ta dùng hệ gì không? Hệ số thập phân hả, là gồm 10 chữ số. Ừ, những con số chúng ta sử dụng để lưu trữ, để chia sẻ và lưu thông tin rồi xử lý vân vân ở ngôn ở ngoài thế giới thật của chúng ta, thế giới con người á, thì dùng 10 cái chữ số 0 cho đến 9. À, từ số 0 đến số 9, 0 1 2 3 4 đến 9 thì là 10 cái chữ số, cho nên người ta gọi là hệ thập phân ha. Tuần trước thì chúng ta nói về ngôn ngữ của máy tính á, là đơn vị cơ bản chính là cái hệ nền tảng, là cái hệ nhị phân, nhị là 2 đúng không, thập là 10 đó. Ngôn ngữ tự nhiên của con người bên ngoài là hệ 10, dùng hệ số đếm là hệ 10 ha, gồm 10 cái chữ số từ số 0 đến số 9 đó, đếm lại sẽ đủ 10 không. Còn máy móc á thì tại sao nó dùng hệ 2 nhị phân thì bữa trước cô đã phân tích rồi ha, đó là cụ thể là minh họa ra là số 0 và số 1. Thì chương 2 nó sẽ xoay quanh bên cạnh cái hệ hệ nhị phân thì chúng ta tìm hiểu một số máy móc thiết bị đặc thù về tính chất để mà giảm cái số bit để mà lưu lưu trữ, giảm gọn nhẹ lên cái phần gọi là phần bộ nhớ của thiết bị ha. Thì người ta có thể xuất hiện thêm, xài thêm những số máy móc thiết bị, người ta xài hệ 8, hệ 16 nữa nhé. Rồi. Thì buổi ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ học cái phần là khái niệm về biểu diễn dữ liệu, phần đầu tiên. Rồi dữ liệu trên máy tính đó. Chúng ta đã nói qua rồi, bây giờ review lại ha, ôn lại. Máy tính là thiết bị đa phương tiện. Máy lưu trữ, xử lý, hiển thị các dạng dữ liệu, số, chữ, hình ảnh, tiếng, âm thanh, rồi hình ảnh động. Đó. Rồi có khái niệm nén dữ liệu là data compression, nén dữ liệu. Đó. Mục tiêu nén lại mà giảm kích thước dữ liệu khi mà lưu trữ và khi mà vận chuyển ha, truyền đi. Đó, bởi vì đã gói là dữ liệu
thì sao nó cần phải truyền đi đâu đó hả? Thì với mục tiêu cái giảm như thế này á, thì người ta có cái khái niệm hay là cái tham số hay là chỉ số đi kèm gọi là tỷ số nén, có nghĩa là nén với ratio là cái tỷ lệ so với là cái dữ liệu ban đầu á. À, nén, ví dụ nén còn lại bao nhiêu phần trăm so với kích thước ban đầu vân vân, là những cái tỷ số nén tùy theo mà người ta gọi. Có hai kỹ thuật. À, kỹ thuật là nén không mất dữ liệu có thể phục hồi nguyên vẹn. Còn dữ liệu mà nén có mất có nghĩa là khi phục hồi á, thì sao? Có một phần dữ liệu là bị mất, nhưng mà có thể là các thuật toán hay các giải thuật toán nếu nói một cách văn vẽ thì ra vẽ nó rất là cao siêu cái gì đó đúng không? Giải thuật thuật toán có thể các bạn đã biết trước rồi, nhưng bản chất giải thuật thuật toán nó chính là cái cách thức mà con người nghĩ ra để giải quyết một vấn đề nào đó, và người ta sắp xếp theo một quy tắc, theo thứ tự thực hiện. Ví dụ vậy, những cái quy tắc, những cái hướng dẫn thực hiện từng bước thì đó chính là giải thuật hay thuật toán, kỹ thuật để giải quyết một cái vấn đề nào đó. Thì sẽ có một số giải thuật nó sẽ nén. Nhưng mà kỹ thuật như thế nào thì cũng phải nghĩ đến cái đường lùi, có nghĩa là nén được thì phải hồi phục được. Và hồi phục phải là sao giữ được cái nguyên thủy, cái trọn vẹn của dữ liệu mà đã được nén trước đó ha. Rồi, tại sao lại dùng dữ liệu dạng nhị phân hả? Thì cái này là lý thuyết người ta nói là giá thành thấp, độ tin cậy cao. Độ tin cậy cao, giá thành thấp thì cái này thực ra để mà nghiên cứu sâu thì nó sâu lắm luôn, nó qua lĩnh vực ngành khác luôn. Và lĩnh vực chúng ta thì có thể là người ta cũng dễ dãi tạm chấp nhận. Giá thành thấp tại sao? Bởi vì nó gần với những cái thiết bị tự nhiên bên ngoài, không cần phải là những thiết bị hệ thống điện tử và máy móc cũng là điện tử ha. Rồi độ tin cậy, tại sao là độ tin cậy? Thì cái này cô cũng không có chắc chắn là đủ lý lẽ để mà giải thích ha. Cái này là cần phải chuyên sâu. Ví dụ là để có độ tin cậy thì nó phải so sánh luôn các bạn đó. Cái này lĩnh vực người ta thì mình biết là tạm là vậy ha. Đối với cô là cô tạm biết và cô tạm chấp nhận cái độ tin cậy ha. Bởi vì kinh nghiệm người ta đúc kết thì dạng cái tri thức này là thuộc về thông tin kinh nghiệm. Rồi, chữ số nhị phân thì cái bit này chúng ta đã biết rồi ha. Chương đầu tiên đã nói qua rồi. Viết tắt của cái binary digit. Binary là lấy từ bi, đầu tiên của từ binary có nghĩa là nhị phân là 2. Đó. Digit là chữ số và lấy chữ T nằm cuối của từ digit. Và người ta là chúng ta tạm dịch hay là đọc trong tiếng Việt là bit ha. Rồi. Hệ đếm theo vị trí. Hệ đếm là tập hợp các ký hiệu và quy tắc để biểu diễn nhầm đấy, chứ không phải nhầm đó, nhầm đó, chữ á đây các bạn, biểu diễn các giá trị số. Như cô đã nói, slide này là cái slide dùng chung á của khoa. Và không có cô không có chỉnh sửa. Thì bây giờ cho nên là các bạn thấy nó có một số chỗ nó chưa có chỉnh sửa cho nên nó có bị sai chính tả. Nhằm biểu diễn các giá trị số nhá. Rồi, tại sao gọi là hệ đếm theo vị trí? Thì để minh họa rất là thân thuộc, chúng ta đã học từ cấp 1 này. Theo cái vị trí, tức là cái position, có nghĩa là cái vị trí của nó, cái chữ đó, cái số đó. Thì cái vị trí ở trong chữ số hệ thập phân của chúng ta là sao? Hàng đơn vị, hàng chục, hàng nghìn, đúng không? Đúng các bạn? Hàng đơn vị, cô xin lỗi, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu, ví dụ vậy. Thì đó là vị trí nha. Lấy ví dụ ở đây, 642. Các bạn còn follow đó không? Alo. Dạ có cô ơi. Rồi, ok. Rồi, ví dụ 642 thì nếu theo cái vị trí á của cái hệ này là hệ 10 của chúng ta, thì chúng ta biết số 2 là hàng gì? Hàng đơn vị.
Đơn vị đúng rồi, và cụ thể cái position, cái vị trí của nó thì nó sẽ index từ số 0 nha, vị trí 0, được không? Và số 4 là hàng hàng chục, vị trí 1, và nó đếm ngược lùi mà. Và số 6 là hàng hàng trăm, vị trí 2. Các bạn hiểu không? Cho nên là khi tùy theo cái vị trí đó mà nó phân rã thành giá trị theo cái vị trí, cho nên người ta gọi là hệ đếm theo vị trí là vậy. Và nó cũng áp dụng cho các hệ khác mà thôi. À, hệ nhị phân, hệ octa là hệ 8, hay là hệ hexa là hệ 10, 16. Ha. Rồi bây giờ chúng ta phân tích theo cái vị trí nè. Chúng ta lưu ý là hàng đơn vị là vị trí position là 0. Không. For, số 4 là position là 1. 6 là position là 2. Ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ có tương ứng phân rã ra. À, chúng ta đi ngược xuôi gì cũng được, chúng ta có thể bắt đầu từ số 6 hay số 2 cũng được hết. Ở đây ví dụ người ta theo số 6, chúng ta cứ theo trên này. Thì 6 nó chính cái giá trị 6 này ở position số 2 đúng không? Thì nó tương ứng chúng của nó là chúng ta phân rã là 6 nhân cái hệ chúng ta là cơ số 10, cho nên nó hệ đếm 10 hay là cơ số 10 thì chúng ta sẽ có 10. Lũy thừa của cái position của nó là 2, cho nên là 6 nhân 10 mũ 2. Các bạn hiểu không? Ừ. Được không? Dạ hiểu. Cái dòng đầu tiên được ha. Rồi, 6 nhân 10 mũ 2, chúng ta biết là 6 nhân 100 là bằng 60 ha. À, cô xin lỗi. Tôi nói 7, 600. Rồi, tiếp theo là số 4. Số 4 thì chúng ta ở cái position số 1 đúng không? Bởi vì position là nó index từ số 0. Hàng đơn vị số 0 thì hàng chục chính là số 1. Position số 1. Thì nó sẽ là 4 nhân cho 10 cơ số 10 mà. Cho nên nó sẽ tương tự, nếu cơ số 2 thì nó sẽ thay vào 2 mũ. Nếu cái số 8 nó sẽ thay 8 mũ. Các bạn hiểu không? Cái số 16 thì sẽ là 16 mũ. Tùy theo cái position đó. Rồi ví dụ bây giờ là 4 x 10 mũ 1. Nó sẽ bằng là 4 x 10 là bằng 40. Được chưa? Nha. Được không? Dạ được. Được rồi, bây giờ tiếp số 2 nhé. 2 x 10 mũ 0. Bởi vì tại cái số 2 này, tại cái position của nó là 0, cho nên nó là chính là cơ số hay là hệ đếm lũy thừa lên cái position đó, vị trí của nó là 0. Cho nên là 2 x 10 mũ 0, 10 mũ 0 thì chúng ta biết là sao, bao nhiêu? Bao nhiêu mũ 0 cũng bằng 1 đúng không các bạn? Thì chính là 2 x 1 là bằng 2, và chúng ta tính tổng lại thì có là 642 nó trong hệ đếm 10. Đúng không? Vậy bây giờ giả sử chúng ta phân tích số 642 này mà về trong hệ 2 đi thì nó như thế nào? À không, hệ 2 chúng ta chưa học. Ok. Thôi thôi, cái này tạm ổn để vậy đó. Trong hệ 10. Rồi thì ở đây người ta nói là hệ đếm cơ số 10. Đó, số mũ thể hiện vị trí. Rồi cô nói nãy giờ rồi. Rồi biểu thức tổng quát từ trên này mà người ta tổng quát để phân rã ra. S là chính là trên này ví dụ là số 642 nè các bạn, một cái value bất kỳ thì chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cái giá trị của nó. Nó có giá trị là từ d n trừ 1 đến d 0, có nghĩa là nó có position từ 0 đến n trừ 1. Các bạn hiểu không? Hiểu cái phần này không? Ví dụ lấy cái ví dụ trên này xuống, nó chính là 642 đó, thì dn trừ 1 là 6, dn trừ 2 là 4, và n trừ 3 là 2, và n bằng bao nhiêu? Sẽ có bạn n bằng bao nhiêu? Bằng 3 cô. Đúng rồi, n bằng 3, rồi. Được chưa? Rồi, và theo cái cách thực hành trên kia, bây giờ chúng ta chuyển qua hệ số R bất kỳ mà lúc nãy trên kia cô có nói, thì bây giờ nó tổng quát hóa này. Thì giá trị lúc nãy chúng ta ở vị trí đầu tiên là số 6 đúng không? Thì 6 sẽ nhân với cái cơ số lúc nãy là 10. À, thì bây giờ nếu chúng ta dùng 8 thì phải thay vào R này, R lớn nhé. R lớn này là chính là số 8 hay là số 2 hay số 16 gì đó tùy. Mũ là chính là cái position của nó, cái vị trí của nó. Oops. Đúng không? Vị trí, ví dụ vị trí trên này là n trừ 1 thì nó là mũ n trừ 1, bởi vì nó đánh số từ 0. Ok. Sau đó nó plus, nó cộng. À.
với n n trừ 2 tại cái đi này ha, tương ứng ví dụ ở trên chúng ta là chúng ta có số 4 á ha, rồi nhân cho r, r ở trên là số 10 á, nhưng bây giờ khái quát khoa lên nó có thể bất kỳ cái số nào, và cái lũy thừa của nó chính là cái position của cái đi n trừ 2 này, nó chính là n trừ 2 đó, position value của nó, và nó tiếp tục như vậy à đến đi zero à. Thì đây là cái cách mà khái quát khoa người ta có thể phân rã ra theo cái hệ tương ứng. Người ta nhắc lại cái phần trên ha, 642. Rồi bây giờ chuyển 642 sang hệ 12. Nếu số 642 này chúng ta phân rã trong hệ 12 thì chúng ta thấy đúng không? Đầu tiên là số 6, tiếp theo là số 4 và tiếp theo là số 2. Đầu tiên là số 6, tiếp theo là số 4, tiếp theo là số 2. À số 2 cuối cùng thì chúng ta biết nó là sẽ là mũ 12 mũ 0 đúng không các bạn? Đúng không? Alo. Cho nên nó dạ, đúng rồi cô. Cho nên người ta để 2 vậy thôi, chứ thực ra có thể thêm là 12 mũ 0 nữa ha. Còn đây là 12 mũ 1, ví dụ là 4 vị trí position là 1, tương tự như 2. Rồi đây là kết quả người ta nhân ra hả? Nhân ra cộng lại ha. Thì người ta muốn biểu diễn sang hệ 10 ngôn ngữ tự nhiên của chúng ta thì chúng ta sẽ chuyển về cái giá trị của nó thấp hơn. À, đúng không? Nó lớn hơn chứ nó lớn hơn trong hệ 12. 914 trong hệ 10 là 914. Nó cũng xài ví dụ nó xài 3 bit ví dụ vậy ha. Trên này nó cũng xài 3 bit nhưng mà vì value nó nhỏ hơn. Vậy là với hệ 12 nó có thể biểu diễn được những cái số lớn hơn đúng không bạn? Đó. Rồi. Các hệ đếm thông dụng. À, nãy giờ cô nói rồi đó. Hệ octa này, hệ hexa này. Hexa là 16 đó, hexa decimal ha là 16. Hay là hệ thập phân là hệ ngôn ngữ tự nhiên của chúng ta đó. Hệ nhị phân, ngôn ngữ máy, hệ bát phân là 8, 8 cũng là cái hệ mà sao? Nó cũng theo quy tắc của máy bởi vì nó là bội số của hệ nhị phân đó các bạn. Và những thiết bị máy móc mình nó muốn là sử dụng bộ nhớ là mà lưu trữ được nhiều mà bit nó ít lại thì nó dùng những cái hệ số lớn như thế này. Và hệ nhị phân á ở trên này này, hệ thập phân á decimal thì chúng ta dùng 10 chữ số từ số 0 đến số 9. Cái này cô nói hoài rồi ha. Hệ nhị phân cũng vậy, cô nói hoài rồi. Bây giờ hệ octa hay là octo thì dùng 8 chữ số và 8 chữ số nào nó chính là từ 0 đến 7. Được không các bạn? Alo. Rồi, còn hệ thập lục phân hexa, cô hay gọi tắt là hexa, thực ra nó chính xác là hexa decimal, có nghĩa là 10 16 hả? Thì dùng 0 đến 9 thì mới chỉ có 10 thôi, phải thêm 6 nữa. Mà bây giờ lấy từ đâu thì người ta lấy trong bảng chữ cái ra. Được không các bạn? Dạ được. Được ha? Rồi. Vậy trong hệ 16 thì chúng ta thấy nó biểu diễn số sẽ xuất hiện thêm chữ cái từ A đến F nha. Và nó sẽ giống cái hệ thập phân là phần đầu, từ 0 đến 9 thì giống nhau. Nhưng mà từ 9 trở lên để biểu diễn á thì nó sẽ khác. Rồi, cái bảng này khá quan trọng là một dấu số giá trị cần nhớ. Mối liên quan giữa các hệ. Cái cột đầu tiên ở này là người ta gộp chung hai cái table đó các bạn nhé. Đây là một table đầu tiên này, các số từ 0 đến 7. Và bên này là các số từ 8 đến 15. Và cái cột đầu tiên chính là cột của hệ decimal, có nghĩa là hệ 10 nhá, hệ 10 hệ ngôn ngữ tự nhiên của chúng ta từ số 0 đến số 7 nhá. Thì tương ứng với từ số 0 đến số 7 này khi biểu diễn sang binary á thì nó sẽ là các bit ở đây. Ví dụ biểu diễn số 0 thì là 1 bit, số 1 cũng 1 bit, nhưng mà biểu diễn số 2 cái là chúng ta phải cần 2 bit. Các bạn hiểu không? Đúng không? Rồi, và tương ứng như vậy. Và các bạn nếu đi đến số 15 mà trong ngôn ngữ tự nhiên của mình á,
Thì 10 mà thì chúng ta phải dùng đến 40 được chưa? Còn thì octo thì sao? Octo thì sao? Octo thì nó sẽ biểu diễn từ 0 đến 7, nó giống như ngôn ngữ tự nhiên của mình. Bởi vì nó xài từ số 0 đến số 7 mà. Nhưng mà khi sang số 8 thì bắt đầu nó sẽ thay đổi. Nó không thể tiếp tục là số 8 được, bởi vì cái octo này, cái chữ số của nó chỉ từ 0 đến 7 thôi, các bạn hiểu không? Để biểu diễn thêm số 8 thì nó cần thêm một bit nữa. Các bạn nắm được không? Dạ được. Đó, tương tự như vậy. Cái bit đầu nó nhảy lên 1 và bit sau nó sẽ chạy từ 1 à, từ 0 đến 7. Các bạn thấy phía sau không? Bit sau nó chạy nè. Biểu diễn đến số 10, 15. Các bạn hiểu không? Bây giờ mà lên 16 thì nó phải thêm một bit nữa, các bạn hiểu không? À, rồi. Được chưa? Nó xong phần octo nhá. Đến phần hexa là hệ. Hexa là hệ gì? Cái cột cuối cùng này. Cột cuối cùng này. 16. 16, đúng rồi. 16 thì sao? Nhắc lại cô nói là 16 thì nó sẽ giống từ 0 đến 9. Đâu, từ 0 đến là 7, 8, 9. Nó sẽ rất giống ngôn ngữ decimal, đúng không? Tự nhiên. Nhưng mà từ 10, 11, 12 đến 15 theo cái tự nhiên của chúng ta bên này, cột đầu tiên á, thì cái cột cuối cùng này nó không có dùng 11, 12, 13 mà nó dùng số. À, cô xin lỗi, sao cô nói nhầm, dùng chữ, chữ cái A, B, C, D, E, F. Được không? Cho nên tương đương với chữ, với cái số A, chữ chữ số A trong hexadecimal nó chính là số 10 về của mình. Trong hệ 10 tương ứng như vậy. B là 11. Và tương đương trong octa nó sẽ là 13. Các bạn hay hiểu không? Tương đương với C ở bên này thì là qua octo là 14. Và qua hệ tự nhiên của chúng ta là 12. Đây là cái bảng mà cơ bản. Nằm lòng 16 cái value đầu tiên từ số 0 đến 15 là 16 giá trị số đó nhé. Được không các bạn? Slide số 13 này. Alo. Được rồi. Đó, thì các bạn thấy này, thay vì nhá, ở hệ binary đi, các bạn thấy để biểu diễn số 15 mà của ngôn ngữ tự nhiên của mình đó, thì binary nó xài bao nhiêu bit? Oops, 4 bit đúng không? 4 bit. Octo dùng 2 bit, nhưng mà hexa nó chỉ dùng 1 mà thôi. Được chưa? Đó là một phần lý do ha. Rồi, cái này cũng là quan trọng trong cái hệ 2 hả? Một giá trị cần nhớ trong hệ 2, bởi vì chúng ta sẽ chuyển đổi từ hệ 10 sang hệ 2 á. Có hai cách đó, thì đây là một trong những cách. Người ta có cái bảng này tương tự như chúng ta học về bảng của chương á, thì này một cái bảng thôi, ai cũng lập được hết, dễ lắm. Các bạn có thể lập cho hệ 8, hệ 16, hệ bất kỳ, hệ n bằng cách là thay. Ở đây hình như là lúc nãy người ta dùng chữ r thì đúng hơn á ha. Chứ số 2 này có thể thay bằng một cái số bất kỳ, ví dụ trong hệ 10 thì số 2 sẽ thay bằng số 10 đúng không? 10 mũ 0, 10 mũ 1, 10 mũ 2 vân vân. À, dĩ nhiên 10 mũ thì nó có quy tắc á, nó dễ rồi, cho nên ít ai mà xài lập cái bảng này cho hệ 10 ha. À, thì chúng ta lập cho hệ 2 nó hữu ích, bởi vì nó cho chúng ta thấy 2 mũ trừ 2 có nghĩa là 1 chia cho 2 mũ 2 đúng không? Là 1/4 á. Chúng ta có thể tạo tiếp là 2 mũ trừ 3 tiếp phía trên này nữa ha. Rồi người ta từ 2 mũ 0, 2 mũ 1 cho đến 2 mũ 20 ở đây, các bạn thấy là cái số to đùng cái này nhá, lên hàng triệu rồi ha. Rồi cái số mà tuần trước cô hỏi 1024 nó chính là 2 mũ 10 á, là nó nằm ở đây. À, thì các bạn có thể hoàn toàn tạo cái bảng như thế này cho hệ 8, hệ 16. Thì thay số 2 này chúng ta sẽ thay số 8, 8 mũ trừ 2, 8 mũ trừ 1, 8 mũ 0, 8 mũ 1 vân vân. Đến 8 mũ 20 ví dụ vậy. Hay hệ 16, 16 mũ trừ 12, à cô xin lỗi, trừ 2, 16 mũ trừ 1, 16 mũ 0, 16 mũ 1 cho đến 16 mũ 20. À, thì những cái bảng này nó sẽ phục vụ chúng ta cách chuyển đổi. Chuyển đổi phân rã về hệ thập phân của chúng ta. Đây cái hình thức đây, người ta
hai mũ này thì giá trị trong hệ decimal của chúng ta là những cái giá trị này. Đây. Okay. Rồi, chuyển đổi từ hệ 2, hệ 8, hệ 16 sang hệ 10, chuyển đổi các hệ số này sang hệ 10. Thì lúc nãy chúng ta thấy có cái công thức ở ở phần trên đó, chúng ta phân rã những con số nhân với cái số mũ tương ứng tùy theo cái position của nó và cộng tổng nó lại, nhớ không? Rồi chuyển đổi giữa hệ 2 về hệ 8, chuyển đổi qua lại và chuyển đổi giữa hệ 2 về hệ 6. 2 về 8, 2 về với 16 nó có quan hệ chặt chẽ với nhau bởi vì nó là những cái bội số của nhau. Đúng không? Hệ 2 và hệ 8 thì nó chênh lệch là bao nhiêu các bạn? Hệ 2 là hệ cơ cơ bản là tiêu chuẩn. Thì 8 nó sẽ bằng 2 mũ 3. Đúng rồi, 2 mũ 3. Phải tương ứng với 1 bit ở trong hệ 8 thì nó sẽ là 3 bit ở trong hệ 2, đúng không? Các bạn hiểu không? Đó. Phải tương tự 16. 16 so với 2 là bao nhiêu? Là 2 mũ bao nhiêu? 2 mũ 4. Tương tự như vậy. À. Ở trong hệ 2 chúng ta phải dùng đến 4 cái bit để biểu diễn một con số tương đương, trong hệ 16 chúng ta chỉ cần dùng một bit mà thôi. Các bạn hiểu không? Đó. Rồi chuyển từ hệ 10 sang hệ 2, rồi hệ 10 sang hệ số K bất kỳ. Đó. Thì cái phần này chúng ta sẽ có những cái công thức và tiếp tục sau đây. Và buổi ngày hôm nay chúng ta lui tới trong cái những cái mục chuyển từ hệ như thế này ha. Rồi bây giờ ví dụ đầu tiên, chuyển từ hệ bất kỳ sang hệ 10. Đây, các bạn nhớ cái công thức ở trên đó có không? Bây giờ cô quay trở lại, cô không nhớ slide số bao nhiêu nữa. Bây giờ slide chúng ta đang ở slide số 16 này ha. Quay trở lại cái công thức đây, ở slide số 10. Đây là công thức tổng quát của nó cái này. Các bạn nhớ không? R chính là cơ số hệ bao nhiêu thì đưa vào. Tùy theo cái position của nó, chúng ta tạo một cái giá trị chuyển về hệ 10. Đây nhớ nha, slide số 10. Bây giờ chúng ta về slide số 16 này. Ups. Không có được không? 16. Nó chuyển qua ha. 16 thì chúng ta thấy này, ví dụ cái số cô zoom to ra nha. 10101 ở hệ 2. Bây giờ cô có đánh dấu luôn này. Rồi, hệ 2 nó gồm có bao nhiêu bit các bạn? 5 bit. Đúng rồi, 5 bit. Thì bây giờ chúng ta đi để chuyển đổi thì chúng ta nhớ chúng ta phải tìm hiểu là nó là hệ số bao nhiêu, hệ 2, và chúng ta phải tìm xác định cái gì? N, cái position của nó, đúng không? Và tiếp theo là chúng ta sẽ cộng tổng các giá trị. Ví dụ ở đây thì chúng ta tương ứng cái value của nó chỉ có 0 và 1, đúng không? 0 nhân cái số nào đó, 1 nhân cái số nào đó, tùy theo position. Các bạn nhớ ở trên không? 642 của chúng ta không? Đó. Cho nên á, người ta chỉ khe cái chỗ mà có số 1 thôi. Còn số 0 nó nhân bao nhiêu nó cũng bằng 0 mà. Cho nên cộng tổng lại để làm gì? Các bạn hiểu không? Cho nên người ta chỉ khe cái position. Thì các bạn xem cái position ở đây là position số mấy? Số 0. Số 0 đúng rồi. Là 2 mũ 0 đúng không các bạn? 1 nhân 2 mũ 0 đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, là đầu tiên. Rồi tiếp theo là sao? 0 nhân 2 mũ 1 đúng không? Nhưng mà 0 nhân bao nhiêu cũng bằng 0, cho nên người ta sẽ skip. Người ta không muốn khe cái số 0, người ta chỉ khe cái số 1 này thôi. Đó, rồi bây giờ chúng ta nhảy qua đây. Chúng ta nhớ đây là 2 mũ 0 rồi nhá. 2 mũ 0 là 1 đó. Đó. Rồi bây giờ là sẽ là bao nhiêu? 2 mũ 2 ạ. Đúng rồi. 1 nhân 2 mũ 2 đúng không? Mà 1 nhân 2 mũ 2 thì nó chính là cũng là 2 mũ 2 thôi. Người ta có thể lược bỏ. Ở đây số 0 bỏ qua. Đây số 1 position thằng 4. 4 đúng không? 4. Ừ. Thì cái value mà chúng ta có là chính là tổng của value tại ba cái position 0 to 4, hay là 4 to 0 có nghĩa là vị trí 4 2 1, tức là 2 mũ 4 cộng 2 2 mũ 2 cộng 2 mũ mũ 0, cô xin lỗi, 2 mũ 0. Đúng không? Là 1. Và tổng cái này là bao nhiêu? Ở đây người ta cho ra luôn này là 21. Và 21, cái số 21 này là cái value tương đương trong hệ của chúng ta sử dụng ngoài tự nhiên ha.
Rồi bây giờ tiếp tục với 345. Hoàn toàn tương tự thôi hả? Chúng ta học toán chúng ta biết là chỉ cần có công thức và có một ví dụ thì những trường hợp còn lại chúng ta cứ ráp công thức mà làm. Nha, chúng ta hoàn toàn có thể lập trình để mà cho nó làm, nhưng chúng ta đã học qua cơ bản về một ngôn ngữ lập trình nào đó. Rồi, bây giờ bởi vì khi lập trình hàm giải thuộc hay gì thì chúng ta sẽ mô phỏng cách mà chúng ta đang làm tay với nhau như thế này. Chúng ta cũng phải xem cái số đi vào ha, đọc cái số của nó. Đọc cái cơ số R của nó là số R bao nhiêu? Cơ số 8. Đúng rồi, cơ số 8. À, và position 0 là số 5 nhé. Xin số sẽ là 5 nhân 8 mũ 0. 5 nhân 8 mũ 0. 8 mũ 0 là 1. Cho nên người ta có thể là số 5 thôi. Ha. Thường thường cuối cùng đơn vị là chỉ cái số đó thôi cho dù nó là hệ nào. Rồi, rồi tiếp theo. Position số 4 là chúng ta 4, sẽ có gì? 4 nhân 8 mũ 1. Đúng rồi, 4 nhân 4 là bởi vì nó số 4 cho nên nó phải là có số 4 là nhân, nhân cơ số 8 và position của nó là số 1 cho nên là 8 mũ 1 và 4 nhân 8 mũ 1. Rồi. Số 3. Position 8 mũ 8 mũ 2. Đúng rồi, position của nó là 2 cho nên sẽ 8 mũ 2 và nhân chính cái số 3 này chính là 3 nhân 8 mũ 2 và chúng ta cộng hết ba cái hạng tử này chúng ta sẽ có cái value là ở đây người ta làm sẵn rồi này. Là 229, các bạn kiểm tra lại có đúng không nhá. À, thì tương đương với 345 trong hệ 8 thì 229 trong hệ 10 đúng không? Vậy trong hệ 10 thì chúng ta sẽ chứa được nhiều value hơn đúng không? Bởi vì cùng một cái giá trị số trên bên này đến 345 thì nó chứa gần hết cái bit của nó rồi, trong hệ 10 vẫn còn nó chỉ còn 229 ha. Rồi. Bây giờ chúng ta qua hệ 16 nè. Thì hoàn toàn tương tự như vậy đúng không các bạn? Nhưng mà phức tạp hơn cái chỗ là chuyển sang hệ 10 thì chúng ta phải mã hóa cái giai đoạn là A và B này, chúng ta không thể lấy A nhân cho 16 mũ 2 hay là B nhân 16 mũ 1 được. Đúng không? Bởi vì A, B này chuyển sang hệ 10 nó phải có ý nghĩa tương đương là số bao nhiêu, A là số bao nhiêu? Nhớ cái bảng ở slide số 13. À, số 10. Đúng rồi, số 10. Và B chính là số? 11. 11, đúng rồi. A, B, C, D, E, F là 10, 11, 12, 13, 14, 15. Được chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ có một dãy các toán hạng này, tính tổng nó lại xem có đúng không nha. 2737, 2737 trong hệ 10. Đó, nó chứa đến 4 bit, nhưng mà trong hệ 16 thì nó chỉ chứa có 3 bit thôi. Được chưa? Các bạn có nắm cái phần chuyển từ một hệ đến bất kỳ về hệ 10 chưa? Theo cái công thức ở slide số 13. Công thức ở slide số 13. Chúng ta xác định cái cơ số của hệ đếm hiện tại là bao nhiêu, là hệ bao nhiêu, rồi chúng ta xác định position của cái chữ số trong cái con số đó. Được chưa các bạn? Được. Hiểu ha? Ok. Cô đi qua nhé. Qua phần khác nữa ha. Yeah. Rồi, ok. Chúng ta có công thức tổng quát ở slide số 13 nha. Cái phần này chỉ là cái phần ví dụ. À. Rồi bây giờ chuyển đổi từ hệ 2 và hệ 8. Lúc nãy cô có nói quá rồi. Cái mối tương quan giữa hệ 2 và hệ 8 thì nó là cách nhau là 3 bit đúng không các bạn? Một bên là chỉ dùng 1 bit thôi, tương đương bên kia phải xài đến 3 bit. Đúng không? Lúc nãy cô có nói chưa? Alo. Đó, thì chính cái sự tương đương này thì chúng ta sẽ nói sao làm vậy thôi à ha? Và dĩ nhiên làm từ trái sang phải, bởi vì chúng ta nhớ nè, cái position chúng ta luôn luôn đếm từ trái sang phải và nó bắt đầu từ vị trí zero, nhớ không? Đó, thì tương đương ở đây là cái hệ hệ 2, lấy ví dụ ha, hệ 2 10100110110. Thì ở đây chúng ta có bao nhiêu bit? Bao nhiêu bit? 9 cô. 9 bit, đúng rồi. Và kéo lên trên này xem. À, hệ 8 tương đương 2 mũ 3, có nghĩa là khi hệ 2 mà nó chứa trong 3 bit thì tương đương chỉ có 1 bit ở trong hệ
thì 8 mà thôi. À, và đó là cái cách người ta gom mỗi cụm 3 lại. Đúng không? Và dĩ nhiên gom từ trái sang phải dư mặc kệ nó. Các bạn hiểu không? Ví dụ ở đây trường hợp này là 9, trường hợp ví dụ như này thì sao? Thì 3 và 1 0 là 2 thôi. Chúng ta theo chiều từ trái sang phải mà. Luôn luôn position từ phía trái sang phải. Thì sau khi phân ra nhóm xong thì chúng ta bây giờ chúng ta đưa về, đưa về sự tương đương trong cái bảng số slide số bao nhiêu ở trên cô quên mất rồi, mà trong cái cần lưu ý kìa. Để cô kéo lên nhá. Pum pum pum. Đi có đi quá xa rồi. Đây. Chúng ta lưu ý, à cũng là số 13 luôn. Không, vậy thì cái công thức nó sẽ là slide số cô quên nó rồi. Vậy chính xác là cái công thức nằm ở slide số 10 đúng không? Cái bảng ghi nhớ là slide số 13. Thì tương ứng bộ 3 của trong binary này, các bạn thấy bộ 3 của nó này. Thì nó có thể hoàn toàn mã hóa về cái số trong octa đúng không? Thì 8 đúng không? Các bạn hiểu không? Các bạn hiểu không các bạn? Ví dụ lúc nãy là chúng ta có thể là những con số 1 1 0 0 1 gì đó trong cái cụm này. Oops, để cô chuyển về bên. Thì đó là slide số 13. Thì chúng ta cứ tương ứng trong slide số 13 như vậy, sau khi gộp nhóm chúng ta sẽ tra 1 1 0 tương ứng với số nào trong hệ 8. 0 0 1 tương ứng với số nào. Thì chúng ta sẽ quy về cụ thể ở đây á, đó. Chúng ta sẽ quy về giá trị của nó tương ứng trong hệ 8. Được không các bạn? Cô cho em hỏi à. À. Có cách nào nhớ cái số 110 ra cái mã hóa không cô? 110 hả? Thêm 110 0 0 1 0 0 1 1 0 1. Cái này nó hay ở cái chỗ là sao? Nó hay ở, nó dễ ở cái chỗ bởi vì hệ 8 thì nó dùng con số từ 0 đến 7 đúng không? Thì nó giống hệ thập phân của mình đúng không? Thì cái này mình hoàn toàn nhớ theo cách tự nhiên của mình. Ví dụ ở đây 1 ở đây thì chính là 2 mũ mấy? Position của nó là 2 mũ 2 đúng không? Đúng các bạn? 101 này, 2 mũ 2 cộng 1 đúng không các bạn? 2 mũ 2 là 4, 4 cộng 1 là 5 đúng không? Cái này là chúng ta hoàn toàn thể áp dụng theo chuyển đổi nó về cái value của thông thường thập phân của mình đó. Bởi vì cái hệ 8 này nó dùng những chữ số giống như hệ thập phân của mình. Em hiểu không? Ví dụ đây 001 nó chính là số 1. Biểu hiện số 1. 110 đây nè là 1, 1 mũ 2. Nên 1 mũ 1 là bao nhiêu? 1 mũ 2. À cô xin lỗi, 22 mũ 2, 1 x 2 mũ 2 là 4. Đúng không? Trên 2 mũ 1 nữa là 2 nữa là 6. Có phải không? Dạ. Hiểu không? Dạ, hiểu rồi. Hiểu đó, dạ, đó là cái biết đó. Thì may mắn cái hệ 8 này nó xài từ số 0 đến số 7 và là những cái số mà thuộc trong hệ 10 mình luôn, cho nên mình có thể là hoàn toàn nhìn ra vấn đề. Cái này là biết là 2 rồi đúng không? Đấy, 2 mũ 1. Đúng không? 10 là 2 mũ 1 đúng không các bạn? Dạ. Ở trên này thì nó quay lại trên kia rồi, 2 mũ 1 cộng 2 mũ 0 đúng không? 2 mũ 1 là à cô xin lỗi, con nó toàn nó nhầm này. 2 mũ 2 cộng 2 mũ 0, 2 mũ 2 là 4 đúng không? 2 mũ 0 là 1 là 5 đúng không? Là 2 với 5. Được không? Dạ được coi. Đúng rồi. Rồi, đó là cái chiều xuôi nhá, là từ hệ 2 sang hệ 8. Đó các bạn thấy hệ 2 nó 9 bit trong hệ 8 bao nhiêu? 3. Thì cô nói nó bội số của 3 mà đúng không? À, ở đây bao nhiêu? 5, ở đây 2. Rồi ở đây là đổi ngược lại 175 sang hệ nhị phân. Thì bây giờ chúng ta sẽ tách tương ứng như vậy, chúng ta sẽ biết tương đương hệ nhị phân một số 1 này sẽ có 3 bit tượng trưng. Mà số 1 thì chúng ta biết nó sẽ là 001 đúng không?
Alo. Và số 7 nó sẽ là gì? Số 7 phân tách ra. Số 7 là 4 cộng 3 đúng không? Cụ thể là 4 cộng 2 cộng 1. Nếu chúng ta dựa vào cái bảng trong slide số 14 á. Hiểu không? Là sẽ là 1 1 1. Đó, cái này trong cái bảng cũng có 5, số 5 trên này chúng ta nhớ là số 5 chính là cái gì? 101 đây. Đúng không? Chiều xuôi chiều ngược ngược nó giống nhau à. Và cái từ đây chuyển về đây nó khác nhau gì không? Không khác gì hết, cái khác là nó vứt cái số 0 mình làm đầu đi à, nó ghi sát nhau. Bởi vì cái đây là cái giai đoạn trung gian phân tích. Đúng không? Bội của 3 thì một số như vậy nó tách. Và dĩ nhiên những con số trong hệ 8 thì nó có thể chỉ từ số 0 đến số 7 thôi, nó không bao giờ có số 8. Nếu có số 8 thì nó đã chuyển dịch chuyển qua một cái bit khác rồi. Ở trên đó bit lớn hơn, cho nên nó luôn luôn nó chỉ có số từ số 0 đến số 7 thôi trong hệ 8. Các bạn hiểu không? Alo. Dạ, hiểu. Hiểu rồi. Vậy chuyển xuôi chuyển ngược cũng giống nhau, không có gì khó khăn hết đúng không? Tương tự như vậy, chưa qua slide số 18 nhưng mà khi nói chữa hệ 2 và hệ 16 thì nó sẽ hoàn toàn giống nhau. Mà thay vì 3, bộ 3 như vậy, bởi vì hệ 16 nó sẽ gấp 4 lần thì nó chính là 4 bit ở trong hệ 2 tương đương với 1 bit trong hệ 16 và hoàn toàn giống nhau. Được chưa? Chúng ta học toán học rồi, cho ví dụ minh họa cho công thức và áp dụng hoàn toàn tương tự trường hợp thì chúng ta có thể thấy rất là hiển nhiên. Có cần cô giải thích thêm cái phần 2 và 16 không? Nó hiển nhiên nó tương đương như vậy á, nhưng mà nó khó hơn cái chỗ là sao? À, để biểu diễn thì nó, bởi vì nó 4 bit mà, nó lớn hơn. Cho nên là nó từ 0 đến 15 đó, đúng không? Nhưng mà số 10 á thì nó là A, số 11 là B đúng không? Ừ, số 12 là C, D, E, F. À, cho nên chúng ta chỉ cần lưu ý cái thêm cái chữ đó thôi. À, có thể là tạm bợ là chúng ta xem cái này là bao nhiêu nào. Nhị phân mà chúng ta có thể hoàn toàn chuyển về đây là 2 mũ 3 này, đúng không? Cộng 2 mũ 1, 2 mũ 3 là bao nhiêu? 8 cộng 2 8 10. Cộng 2 bao nhiêu? À, 8 cộng đúng rồi, 8 cộng 2 bằng 10. Đúng không? 10. 10 ạ. 10 nhưng mà trong hệ 16 10 là cái gì? Là chữ A. Ờ, ấy. Đúng không? Nó không thể ghi đây số 10 được, bởi vì trong hệ 16 nó không có số 10. Nó cứ tới số 9 rồi sau đó nó A, và A nó tương đương với giá trị 10 ở trong hệ 10 của chúng ta. Rồi, tương tự ở đây sẽ là 2 mũ 2 cộng 2 mũ 1 cộng 2 mũ 0 đúng không? Thì value của nó bao nhiêu? Là 4 cộng 2 7. Cộng 1 đúng không? Ừ. 4 cộng 2 cộng 1 là bao nhiêu? Là 7 đúng không? Thì đây nó sẽ là số 7. Và người ta ghi chú, phải ghi chú thêm 16 để biết là hệ 16 nhá. Tương tự như vậy dưới này thôi, cái chia breakdown for, mỗi cái cụm là for nhưng mà nhớ từ trái sang phải nhá, chứ cái chia như vậy là sai này. À, 4 trước này và sau này 2 này là sai, bởi vì luôn luôn index của nó cái position là zero, là từ trái, nhớ không? Cho nên nó phải theo phải coi cô. Cái đó là phải sang trái chứ cô. Ờ đúng rồi ha, phải sang trái, ok. Rồi. Rồi, 11 thì biểu diễn số nào? 2 mũ 1 cộng 2 đúng rồi, 2 mũ 1 cộng 2 mũ 0 đúng không? 3. 3 ha. Rồi, 0 1 1 1. 2 mũ bao nhiêu? 5 ủa 6. 6. 2 mũ 2 cộng 2 mũ 1 đúng không? Dạ. 2 mũ 2 cộng 4 đúng không? 2 mũ 1 là 2 là 6 đúng không? Là 3 6 đúng không? Ờ đúng rồi. Hệ 16. À, ok không các bạn? Nó tương đương, thay vì hệ 8 trên kia chúng ta vừa làm thì đây qua đây hệ 16 nó chỉ lấn cấn cái chỗ là tới số 9, bắt đầu lên số 10 cái là dùng bằng chữ số. À vậy thôi. Rồi bây giờ xuôi thì bây giờ chơi chiều ngược lại nào. 1 7 5 mà trong hệ 16 thì tương đương chúng ta hiểu được quy tắc từ một từng cái số hạng như này, từng bit nữa này nó bằng với 4. 4 cái bit trong hệ nhị phân. Mà số 1 nó chính là 0 0 0 1. Đúng không? Bởi vì 4 mà. À, số 7. Mà. Rồi số 5. Đó, à, rồi xong.
viết qua bên này chẳng qua là viết gọn lại số không ban đầu thì người ta skip qua lượt bỏ qua và ghi cái cơ số hay là cái hệ đếm như này được không các bạn? Hoàn toàn tương đương với hệ 8 bên kia nhé, chỉ khác cái chỗ là lớn hơn 10 là dùng chữ thôi. Alo. Dạ được không? Hiểu không? Hiểu rồi đúng không? Bây giờ cho bây giờ mình đã nắm quy tắc rồi, mình dân học toán mà biết mà, nắm quy tắc rồi bây giờ cho cái gì mình cũng chẳng sợ rồi ha. Chúng ta cứ bám vào cái slide số 13 14 ha. 13 14. À, nếu cần thì cái chỉ công thức trên slide cái chỗ 16 qua này á, cái dòng cuối cùng á là sao cô? Hả? Sao em? Cái 16 qua 2 á. 16 qua 2. Cái phép thứ ba. À, cái thứ ba này đúng không? Mà cái cuối cùng á sao là 1011 á? Thì người ta lấy cái đuôi này nè. Có đúng không? Hay là viết qua bị sai rồi. 10111 0101 đúng mà. Đó cô không hiểu. Thì bởi vì khi viết thì giả sử là em số 3 thì có lúc nào em ghi số là 00003 không? Em chỉ ghi số 3 thôi, số 0 nằm trước. Dạ. Người ta lượt bỏ hả? Ừ. Được không? Ừ. Ok ha. Dạ, được, right. Được. Ok. Rồi. Rồi lớp mình cái này chốt ha, đi tiếp hè. Alo. Dạ, chốt rồi. Chốt à? Ok, chốt đơn hả? Rồi, chốt đơn đi tiếp. Rồi, bây giờ chuyển từ hệ 10 sang hệ 2, bắt đầu xài cái slide số 14. Để cô chuyển, bây giờ chúng ta ở slide số 19. Bây giờ cô thử về slide số 14 có phải ấy? 14. Đúng rồi, đây, bây giờ chúng ta sẽ xài cái tương tự như gọi là cái bảng chủ trương vậy đó. Cái bảng của hệ 2, bây giờ về lại 19 nào. Rồi. Thì bây giờ chúng ta chuyển từ hệ 10 sang hệ 2. Cái này các bạn cũng có thể học rồi ha. Thì chúng ta có hai phương pháp. Phương pháp đầu tiên là chính là dùng cái bảng mà slide số 14 cô nói á, tách nó ra thành tổng dựa vào cái bảng đó, tìm cái số nào mà nó gần nhất có lũy thừa và tổng, và chúng ta từ cái tổng đó chúng ta truy ngược về cái position rồi viết ra cái hệ 2 ha. Rồi, cách thứ hai á là chia cho 2 rồi lấy kết quả là cái số dư của nó. Bởi vì chia cho 2 thì số dư nó chỉ có value là số nào? Chia cho 2 thì số dư của nó là những số nào? Alo, 0 với 1 đúng không? Đó, thì đó chính là cái cách mà nó biểu diễn trong trong hệ 2 luôn đó các bạn. Cho nên từ đây nó suy ra nhá. Bây giờ phương pháp mà thay vì ở đây này, người ta nói là chuyển từ hệ 10 sang hệ 2, thì bây giờ cô chuyển từ hệ 10 sang hệ N đi, hay là hệ R bất kỳ đi, thì chúng ta sẽ như thế nào? Hai cũng là hai phương pháp thông dụng. Thì phương pháp đầu tiên phân tích thành tổng các lũy thừa của R, đúng không? Số 2 thay bằng R, được không các bạn? Được à. Rồi, và cách thứ hai là thực hiện các phép chia. Thay vì trên đây cho 2 thì sang hệ R thì sẽ là chia cho R, được không? Alo. Dạ được cô. Được ha, rồi. Có nghĩa là một slide này, từ slide này mà chúng ta có thể học được những cái khác, chứ không phải chỉ riêng hệ 2 ha. Rồi, ví dụ cho cách đầu tiên dùng bảng cũ chương ở đây, slide số 20, bảng cũ chương ở số 14. Chúng ta nhớ cái số 45 nhé. 14. 45 thì chúng ta thấy ở đây cái số nào gần với số 45? 32. Và nhỏ hơn nhé, gần và nhỏ hơn nhé. Không phải lớn hơn các bạn nhé, gần nhỏ hơn, bởi vì chúng ta tách ra bằng tổng của những giá trị mà. Thì 45 thì chúng ta thấy có 32 này đúng không? 45 trừ 32 là bằng bao nhiêu? 13. Rồi 13. 13, chắc chắn 13 không? Rồi 13, 13 thì nhìn ở đây thấy cái nào nó gần hơn, mà nó nhỏ hơn nhé. Số 8. Số 8. Vậy chúng ta thấy là chúng ta sẽ có 2 mũ 5 cộng 2 mũ 3 rồi đúng không? Lúc nãy 15 đúng không? 15 là ta thành 8, thì nó còn dư bao nhiêu? 15 trừ 8 bằng bao nhiêu? À không, 10, 10, 13 hả?
Trừ 8 là còn bao nhiêu? Còn 5. Còn 5 thôi, 5 thì vào đây chúng ta thấy là sao? Có 2 mũ 2 đúng không? Đúng hả? Là 4 cộng 1 được chưa? Thì chúng ta sẽ có là 2 mũ 0 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 5 được không? Alo. Dạ được rồi. Được à, đó, quay trở lại đi. Mà cái 2 mũ như thế này là cái mũ này nè, 2 mũ 0 này, 2 mũ 2 này, để xem có nhớ nhầm là 2 mũ 0, 2 mũ 2, 2 mũ 3, 2 mũ 5 đúng không các bạn? Mà cái mũ này chính là cái position của cái bit. Đúng không các bạn? Rồi, vậy là xong rồi, chuyển được về hệ hệ 2 luôn. Cô quay trở lại slide 20 của cô. Chúng ta nhớ nha, 2 mũ 0, 2 mũ 2, 2 mũ 3, 2 mũ 5. Về lại slide số 20, đúng không? 2 mũ 5, 2 mũ 3, 2 mũ 2, 2 mũ 0, đúng không? Lúc nãy chúng ta đi tìm cái này rồi. Các bạn hiểu đoạn này rồi đúng không? Alo. Ok, dạ, hiểu rồi cô. Ok đúng không? Chốt. Chốt. Rồi. Từ cái này, số 5 là chúng ta biết nó chính là position. Chúng ta biết cái công thức chuyển từ hệ bất kỳ sang hệ 10 rồi đúng không? À, 2 mũ 0 có nghĩa tại position 0 thì chúng ta sẽ có số 1. Đúng không? Ok. Ừ? Dạ đúng rồi cô. Đúng rồi, rồi. Tại position số 2 chúng ta cũng có số 1. Vậy position của số 1 thì là không có gì đúng không? Nó là số 0. Số 2 chúng ta. Dạ cô ơi. Ờ, sao? Cô giảng lại ví dụ này được không cô? Em không hiểu lắm cô. À ok. À, để giảng cái này cô phải cần trợ giúp của slide số 10. Cô quay trở lại slide số 10 rồi xuống 20 nhé. Nhưng mà em hiểu tới cái đoạn 45 chúng ta tách ra thành tổng như thế này chưa? Dựa vào cái bảng số 14. Dạ rồi ạ. Em hiểu rồi đúng không? Rồi bây giờ cô quay trở lại lớp mình, chịu khó quay trở lại slide số 14 với cô nhé. Không, không mình sẽ slide số 10 chứ. Số 10 công thức á. Các bạn nhớ cái công thức này không? Hay là trong cái ví dụ trên này luôn nè. Không, ví dụ số 10. Đâu ta? Lúc nãy cô nhớ mà nó nằm đâu rồi ha? Nhưng bây giờ cô bị điểm mù rồi, cô tìm cái ở đây đi hả? Đây được không? Xài cái slide này cũng ổn này. Rồi tương ứng thì lúc nãy mình có cái cụm này rồi đúng không em? Mà của mình sẽ là 2 mũ 0 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 5 đúng không? Và tương ứng của nó chính là những cái position ở đây trong một cái chuỗi nhị phân. Nha. Bây giờ quay trở lại 20. Sao cô black down vô. Em thấy ở đây. Không nói dưới này. Em đã hiểu là thành 2 mũ 5, 2 mũ 3, 2 mũ 2, 2 mũ 0 rồi đúng không? Alo. Dạ rồi. Thì một cái value khi break down thành tổng những cái giá trị của cơ số chính tương ứng của cái hệ đó mà có cái chỉ số mũ này và tổng thì cái tương ứng tại cái vị trí thì nó đếm từ trái. À, cô nó nhầm ha, trái là theo chiều của máy tính, chiều cái tay của cô là từ phải sang trái mới đúng. Mà lúc nãy các bạn nói đúng đó. Thì một cái chuỗi nhị phân dài như thế này nha, cô không biết là nó sẽ xài bao nhiêu bit nó biểu diễn, nhưng mà ở đây cô biết nó sẽ là xài 6 bit, bởi vì nếu mà nó ở position 5 á, thì nó chính là location của nó vị trí 6, bởi vì nó index từ giá trị số 0. Em hiểu không? Ừ? Tính từ phải. Thì ở đây 2 mũ 0 là sao? Là 1 nhân 2 mũ 0. Tức là cái value tại cái position, cái bit số 0 này á, là giá trị 1. Được không? Dạ. Yeah. Đúng không? Và nó cộng ở đây nó không có 2 mũ... đây nó cộng lên 2 mũ 2 cho nó không có 2 mũ 1. Đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì nó nhân cho 0 rồi. Cho nên là không xuất hiện cái số mũ ở đây tại position nào thì chỗ đó mặc định là bit số 0. Đúng không? Bây giờ mình đếm này 0, 1 này không có xuất hiện ở đây, tức là cái bit vị trí số 1 này là 0. 2 3 có liên tiếp nhưng số 4 không có thì nó cũng phải là số 0 nằm ở giữa bit 3 và bit 5. Được không em? Giữa position 3 và 5. Dạ rồi. Đó lý do tại sao xuất hiện số 0. 2. À, cô xin lỗi, là vì position số 2 tức là cái giá trị vị trí của nó là 3 nếu mình tính từ cuối là 1 2 3, nhưng mà
index từ 0 cho nên đây là chính vị trí số 2. À, số 2 nó có 2 mũ 2 cho nên là mặc định nó là giá trị 1. Bởi vì 1 nhân 2 mũ 2 nó mới có nằm trong cái dãy số cộng này. Tiếp tục như vậy 2 mũ 3. Nhưng mà 2 mũ 4 thì sao không có xuất hiện? Vậy mặc định của nó chúng ta hiểu là nó chính là cộng 0 nhân 2 mũ 4 cộng 2 mũ 3. Em hiểu không? Nó nằm ở giữa đây. Cho nên là nó là bit 0. Tương tự 2 mũ 5 tại position số 5 và có giá trị ở đây, tức là 1 nhân 2 mũ 5 thì bit của nó value là số 1. Và đây chúng ta có biểu diễn của hệ nhị phần. Được chưa? Đây là cái cách đầu tiên. Thì các bạn thấy cái cách đầu tiên này đòi hỏi chúng ta phải tham chiếu cái bảng, hoặc là mình phải nhớ đúng không, 2 mũ bao nhiêu, breakdown ha? Nhỏ ra ha. Được không các bạn? Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi, cho nên bây giờ cái gì mình học mình cũng học một mà hiểu thêm hơn một ha. Bây giờ phân tích thành tổng các lũy thừa của N đi. Thì lúc nãy cái bảng số 10 14 ha. Các bạn nhớ bảng 14 nha, từ 2 mũ trừ 2, 2 mũ trừ 1, 2 mũ 0, 2 mũ 1 đến 2 mũ 20, nhớ không? À, thì thay vì lũy thừa của 2 hay là thay vì hệ số 2 thì bây giờ hệ số 8, thì chúng ta sẽ làm một cái bảng tương tự như vậy. Thay vì số 2 chúng ta sẽ viết số 8. 8 mũ trừ 2, 8 mũ trừ 1, 8 mũ 0, 8 mũ 1 đến 8 mũ 20, được không? Alo? Thì tương ứng có cái bảng dành cho cơ số 8. Và khi chuyển đổi, ví dụ ở đây, thay vì 45, 45 trong hệ 10 chúng ta chuyển sang hệ 8, được không? Được không các bạn? Được. Và chúng ta sẽ dùng cái bảng đã đó để phân tích ra tổng của từng cái để xem là 8 mũ bao nhiêu. Và tương ứng với position chúng ta sẽ viết về. Được không? Alo? Được ha? Bởi vì hoàn toàn tương tự. Ha? Rồi. Đó là cái cách đầu tiên. Cái cách thứ hai á, cách này cũng hoàn toàn có thể thực hiện cho bất kỳ cơ số nào hay hệ đếm nào, không phải chỉ có số 2 đâu. À, cho hệ N thì chia cho N, đúng không? Bây giờ hình như người ta cũng dùng số 45 luôn hả? À, ok, số 45 luôn. Bây giờ cách thứ hai là cứ chia cho cái số đó. Rồi, bây giờ cô dùng cái này ví dụ cho các bạn nè. 45 chia cho 2 được bao nhiêu? 22 dư 1. 2,5 dư 1. À, các bạn 2,5 22 đây. Dư 1 là cái số dư giữ lại. Lúc nãy cô có hỏi các bạn chia cho 2 thì có những số dư nào? Dạ, 0 1. À đúng rồi, 0 1 và chính là value của cái hệ đếm này, cơ số này. Bây giờ mà nếu sang cơ số 8 hay là hệ đếm 8 thì chia cho 8 thì nó có những cái số dư nào? Không cho 7. Không cho 7. Và chính từ số 0 đến số 7 là những số biểu diễn cho hệ đó, đúng không? Cho hệ 8 luôn. Em hiểu không? Các bạn hiểu ra vấn đề không? Hiểu không? Alo? Dạ hiểu. Hiểu rồi. Bởi vì chia mà nó bội số mà nó thêm thì nó lại trở thành một cái số mũ của 8 và nó nhích ra cái bit lớn hơn. Nó nằm ở cái bit lớn hơn của cái hệ cơ số đó. Cho nên hiển nhiên một cái hệ đếm hay là một cái cơ số N thì cái số dư của nó thường thường là N trừ 1, đúng không? Chia cho một con số mà số dư chính là từ 0 cho đến là N trừ 1. Đó. Rồi, 11 chia 2. À cô xin lỗi, 22 chia 2. Đi tiếp hả? Chúng ta có số 1 này, số 1 là số dư chúng ta để dành đó. Rồi, 22 chia 2. 11 dư 0. Đúng rồi, và số dư chúng ta cứ để lại từng bước step by step hiển thị số dư. Rồi 11 chia tiếp nào. Chia 2. 5 dư 1. Nào các bạn? Được 5 dư 1. Rồi, để đó. Và chúng ta đã có 101 rồi. Và dĩ nhiên theo cái thứ tự này nhé. Chứ không có theo ghi là 101 được ha. 101 theo kiểu từ trên xuống dưới mà chúng ta phải ghi ngược lại. Rồi bây giờ là 11 5. 5 chia 2. Được 2. 2 dư 1. Dư 1, đúng rồi. Rồi 1.
thì chia 2 được 0 và số dư là số 9 số 1 đó luôn, đúng không? Đó, và đây là cái kết quả mà chúng ta có. Chúng ta sẽ ghi ngược lại, cái nào mà nằm cuối thì nó sẽ là nằm đầu tiên. Đây là 0 1 0 1 1 0 1. Đây là cái cách thực hiện phép chia. Còn phía trên là cách chúng ta phải dựa vào cái value trong cái bảng và chúng ta break down ra. Rồi, cái phần này cô đã nói phần trên, người ta thái có khoa lại. Vậy chuyển từ hệ 10 sang hệ số K thì chúng ta sẽ tìm cái bảng, tìm các thương, những cái giá trị cho đến khi là phân tách nó ra hoàn toàn. Không, cái này người ta hướng dẫn theo kiểu thực hiện phép chia. Thực hiện cái phép chia, chia ví dụ là cơ số 8 thì chia cho 8 đúng không? Kia số 16 thì chia cho 16 vậy thôi. Cho đến khi chia xong. Cô hiểu cái chia cái dư đó là dùng được cho nhiều hệ đúng không cô? Đúng rồi. Đây người ta cho ví dụ hệ 3 nè. Mặc dù cho ví dụ trong hệ 3 là ví dụ để cho thể hiện các bạn thấy là một cái hệ nào đó bất kỳ. Chứ hệ số 3 nó không có ý nghĩa, nó không ứng dụng trong thực tế. Thực tế thì nó ứng dụng những cái hệ một bội số của 2. Ví dụ là hệ 2, hệ 8, hệ 16. Đó, cụ thể là chúng ta được nói ở trên. Còn hệ 3 đây mục đích đưa ví dụ là sao? Người ta muốn là cho một hệ bất kỳ. Ví dụ đây 45 chia cho 3. Được 15 đúng không? Dư 0. Các bạn đồng ý không? Và phép dư đây, chúng ta có số 0 là số đầu tiên. Rồi số 5 chia cho 3. Mười lăm chia ba tiếp hả? 45 chia đúng rồi, được 15. 15 chia tiếp cho 3 thì nó cũng dư 0 và được 5. 5 này chia tiếp cho 3 được 1, dư 2. Dư 2 vẫn lấy nha, bởi vì hệ nếu hệ 3 thì chúng ta sẽ có value từ 0 1 2 đúng không? Bởi vì lúc nãy cô nói rồi, số dư nó sẽ là những cái số mà nhỏ hơn cái cơ số đó một đơn vị đúng không? Hệ 3 thì chúng ta dùng những con số 0 1 2. Hệ 8 sẽ là từ 0 đến 7 đúng không? Cho dù chúng ta có nghĩ là hệ 6 chẳng hạn từ thì sẽ là 0 đến 5. Hệ 9 chẳng hạn từ 0 đến 8, được chưa? Mà nó biểu hiện những cái con số dư của nó trong những phép chia liên tục. Cho khi nó còn cái con số cuối cùng là con số mà thuộc trong cái nhóm hệ dư, số dư của nó. Này. Rồi bây giờ bài tập cho các bạn. Rồi, bây giờ tập tương ứng với thời gian chúng ta nghỉ lao luôn. Các bạn sẽ làm và chúng ta quay trở lại cùng giải với nhau. Được không các bạn? Cái này chỉ là vấn đề thời gian thôi chứ các bạn biết cách làm hết rồi nha. Có bạn nào không hiểu không, không biết cách làm không? Câu đầu tiên, đổi các số thập phân sau đây sang hệ 2, sang hệ 8, sang hệ 16. Ví dụ số 50 sang hệ 2 là số nào? Là những cái dãy bit nào? Hệ 8 là như thế nào? Hệ 16 là ra sao? Số 1, 2, 9 là những con số đây là hệ 10 các bạn nhé. Hệ ngôn ngữ tự nhiên của mình này, mình muốn mô phỏng vào trong những thiết bị máy. Nếu thiết bị máy đó dùng hệ 2, thiết bị máy đó dùng hệ 8, thiết bị máy đó dùng hệ 16 thì nó là những con số như thế nào? Đây là hệ 10, 50 chuyển sang hệ 2 như thế nào? Chuyển sang hệ 8, 16 ra sao? Rồi, câu thứ hai là đổi các số thập phân sau sang hệ 3, sang hệ 7. Tương ứng với slide cuối cùng chúng ta vừa làm, cái số này chuyển sang hệ 3 thì chúng ta chia lấy số dư. Của cái hệ 3 này là 150. Được không các bạn? Các bạn sẽ nghỉ giải lao chút rồi các bạn làm về. 3 giờ chúng ta sẽ quay trở lại nhé. Được không? Alo. Chúc cô ơi. Vậy nhá. Rồi. 3 giờ quay trở lại chúng ta sẽ cùng giải với nhau cái này. Rồi. Có bạn nào mà không biết làm thì cũng nói cho cô biết nhé. Cô chia đôi màn hình nữa rồi sao? Ở trong phần chat là bạn Nguyễn Đình Vĩnh, không biết bạn còn thắc mắc gì không? Ổn chưa? Bây giờ cô mới đọc phần chat này. Ổn chưa Vĩnh ơi? Hình như trên này. Dạ, dạ ổn rồi coi. Dạ, rồi, dạ. Rồi bây giờ đi về nào nhé. 3 giờ quay trở lại gặp các bạn ha.
các bạn làm cái câu này đi.